Wow, một cánh đồng thật là rộng lớn nha các bạn ơi. Oh, ở dưới đây có quá là nhiều đồ chơi khủng long đang nằm ở dưới nè. Có một con khủng long T-Rex bảo chúa rất là to luôn kìa. Oh, nó đang đi rồi. Wow, có một con Velociraptor mình luôn. Khủng long T-Rex đang cắn cái con khủng long Velociraptor mình luôn các bạn ơi. Nó na đi luôn rồi. Wow, cắn hạ gục rồi na đi luôn. Wow, con Velociraptor đang ăn những cái thịt thịt là ngon lành luôn các bạn ơi. Wow, quả đã luôn. Rồi. Rồi, các bạn thấy không? Đây là một con Indoraptor đấy các bạn. Chú khủng long sở hữu một cái màu là màu đen thui luôn. Đó, wow. Nó đang cặp ăn miếng thịt kìa. Wow, ăn miếng thịt thật là ngon lành. Khủng long quá ngầu các bạn. Wow, đây là con khủng long Dilophosaurus. Khủng long hai mang và nó có đôi cánh nữa các bạn ơi. Sở hữu hai cái mang phồng lên và đôi cánh. Wow, nó cặp con khủng long Velociraptor kìa. Con này nó đang cờ qua mọi người với nhau. Quá là dữ luôn. Các bạn thấy trong bụi cỏ có chú khủng long bảo chúa T-Rex. Đó, con khủng long này quá đẹp và sắc nét các bạn ơi. Hai chú khủng long đang giành cái chỗ địa bàn với nhau, gần với nhau. Còn đây chính là Captain America. Wow, các bạn thấy cái đồ chơi Captain America là quá to lớn và đẹp không? Spinosaurus Captain America đang săn những con khủng long to lớn. Đó các bạn ơi, các bạn thấy cái con khủng long Styracosaurus này không? Wow, nó rất là đẹp nha, sở hữu rất là nhiều cái sừng. Ôi, nó nó dùng cái sừng nhỏ của nó để hút lại tự vệ đó, rất là mạnh luôn. Rồi, chúng ta sẽ thấy một con khủng long chuyên bắt cá Spinosaurus. Đó. Oh wow, nó đang uống nước kìa các bạn. Quá đã luôn, nó đang uống nước luôn. Chúng ta có một chú khủng long là chú khủng long ba sừng Triceratops các bạn ơi. Đó, con khủng long ba sừng này thật là đẹp nha. Wow, nó bước ra thật là oai vệ. Sở hữu hai cái sừng dài để tự vệ và một cái sừng nhỏ ngay cái lỗ mũi các bạn, trên cái miệng một chút. Wow, với cái găng tay đồ dưới này chúng ta đã bắt được một con Ankylosaurus. Wow, Ankylosaurus đang được ấp từ cái lồng ấp trứng đi ra. Quá là to lớn luôn các bạn. Sở hữu rất là nhiều cái gai ở trên lưng. Còn đây chính là một con khủng long có kích thước cực kỳ to. Nó chính là con khủng long cổ dài đó các bạn. Wow, chú khủng long cổ dài của chúng ta các bạn thấy không? Nói xa là cây dừa mà nó cao hơn cả những cây dừa luôn. Rất là cao và to lớn nha các bạn. Rồi, với găng tay T-Rex này mình đã bắt được con khủng long Stegosaurus. Wow, khủng long Stegosaurus đẹp quá các bạn ơi. Nó thấy những người du hành đang đi luôn kìa ở trong cái lồng kính. Một con khủng long đang nằm ở đây. Con này nó là Indominus Rex, một loại khủng long cực kỳ hiếm và hung dữ nha các bạn, được mệnh danh là một con quái vật luôn đó các bạn. Rất là dữ tợn nha. Ôi, ở đây chúng ta có khủng long bảo chúa Tyrannosaurus. Đó, các bạn thấy chưa, nó đang cạp những con cá sấu nước biển các bạn. Cá sấu nước mặn chứ nhầm. Đó, rất là mạnh luôn. Rồi, ở đây có anh chàng khủng long Velociraptor. Đó, thấy chưa, Velociraptor nè, nó chạy quá giờ nhanh luôn, nó trốn thoát khỏi cái chuồng rồi, nó chạy nhanh để đi chạy trốn kìa các bạn ơi. Bên này có cái gì đây? Thì ra là một con ba Chisabalosaurus sở hữu cái đầu với nhiều cái sừng nhỏ và nó đi tụng. Nó rất là bị ghét, bị chê xấu nha, nó sẽ cụng những ai chê nó đó các bạn. Rồi đây
Đây các bạn thấy không? Có một con ba sừng đó. Đẹp ơi là đẹp luôn các bạn thấy không? Đó, hai cái sừng dài. Ôi, nó hút văng cái con tê giác luôn các bạn. Wow, quá là dữ luôn. Hút văng luôn. Rồi, ở đây có một con khủng long cổ dài Brachiosaurus. Oh, những cái cây cổ thụ thật là cao to mà các bạn nhìn thấy không? Con khủng long cổ dài nó cao gần bằng những cái cây luôn, quá là to lớn đi. Oh, cái găng tay này đã giúp mình bắt được thêm một chú khủng long Lego T-Rex. Con khủng long này đang chống lại những bầy thú gần các bạn ơi. Những bầy thú rừng đang tấn công chú khủng long và chú T-Rex để đuổi chúng khỏi ra khỏi rừng các bạn. Stegosaurus, wow, con khủng long Stegosaurus này quá là đẹp đi, ôi, quá đẹp các bạn ơi. Oh. Rồi các bạn thấy không, có một con hươu cao cổ nè. Đó, hươu cao cổ này làm mình liên tưởng tới chú khủng long cổ dài các bạn, tại vì nó cũng đều sở hữu một cái cổ thật là dài. Ôi, con hươu cao cổ nó chạy, chạy qua cái đám bụi cây luôn các bạn. Một cái con Spinosaurus rất là đẹp ở trong rừng cây luôn. Nó đứng gần cái cánh cổng Jurassic World kìa luôn. Chú Spinosaurus đang săn những con trâu. Quá là mạnh luôn, hất văng những con trâu luôn các bạn ơi. Bên đây nè, bên đây chúng ta đã trong lùm cây, chúng ta sẽ thấy một con khủng long có một bộ vuốt cực kỳ dài đó các bạn. Đó, ba cái móng vuốt đó là Therizinosaurus. Wow, dùng cái vuốt đó để xiên lại, đấu lại con khủng long nội chúa T-Rex luôn kìa các bạn. Rất là mạnh nha, mặc dù là loài ăn cỏ nhưng nó cũng là rất là mạnh đó các bạn. Wow, Besanodon, một chú khủng long bay. Wow, bay để nó bắt cái con King Kong kìa các bạn. Bay luôn. Và đây mình sẽ tiến lại gần cánh cổng và mình sẽ bắt được con khủng long dưới biển đó, gọi là một loài thủy quái các bạn ơi. Wow, nó quá dài đi các bạn. Quá là dài luôn, cực kỳ dài và to lớn. Mosasaurus đó, rất là to nha. Wow, nó cạp kìa, nó cạp và nó xây cái cách tấn công của nó khá là giống loài cá sấu nha các bạn. Nó cắn và nó sẽ xây con mồi. Trên cái tảng núi này có con Velus, có những chú khủng long của tôi không? Wow, Deinonychus, con Deinonychus nó đang đấu với con Pachycephalosaurus. Hai con cùng đầu vần qua vần lại các bạn. Trên cái đỉnh núi này chúng ta thấy cái con Ankylosaurus. Đó các bạn nhìn thấy không? Trên người Ankylosaurus là phủ nguyên một cái lớp giáp gai luôn. Đó, và phía sau là có cái búa nó quất lại rất là mạnh nha. Amagasugan, một chú khủng long với một cái vẻ đẹp thật là lãng tử đó. Nó sẽ bay những cái bay của nó trên lưng đó, rất là đẹp luôn. Ở đây có những con thú như là ngựa vằn này các bạn. Đó, ngựa vằn thì nó có cái bầm ngựa trên đầu kéo dài xuống cái phần lưng, rồi có một cái đuôi rất là dài ngoe ngoải nó đi kìa, rất là đẹp luôn nha. Một con nè các bạn ơi, wow, cái họng nó há to quá trời luôn kìa. Wow, hà mã thật là mập mạp và bóng bẩy luôn các bạn, nó đi muốn không nổi luôn kìa. Đây là con khủng long Lego T-Rex đó. Các bạn thấy chưa, chú khủng long này quá đẹp nha. Superman T-Rex, wow, đang săn những chúng người sói nha các bạn. Chúng ta sẽ đi tiến hành vào bên đây. Wow, một con khủng long mà mình đã phát hiện ra nó là con Parasaurolophus. Đó, con này nó rất là hiền lành và nó ăn cỏ nha các bạn. Ôi, nó đang phải dùng cái sừng của mình để chống chọi với một bầy Velociraptor đang tấn công nó nha. Velociraptor thì nó thông minh và nó quá đông đúc nên là cái con khủng long này đã bị thua cuộc rồi. Thêm một chú khủng long Lego. Các bạn thấy đẹp không nào? Chú khủng long bầu chú T-Rex chúng ta đã bắt được chú khủng long Lego. Wow, nó cắn lên đi chết, lại cắn được cái con Parasaurolophus đó các bạn. Một em khủng long Velociraptor Lego. Wow, nguyên một bầy
Velociraptor đang phải đấu nhau với con Giganotosaurus kìa các bạn. Wow. Rồi cho em khủng long nó lại gần cánh cổng Jurassic Park luôn. Ồ, ở đây có hai con khủng long nữa. Mình sẽ lấy tiếp là con khủng long Dilophosaurus, một chú khủng long hai mang. Wow, cái con khủng long đồ chơi này quá là to lớn đi các bạn ơi. Cực kỳ to luôn nha. Nó đấu với hai con, nó đấu nhau với con Carnotaurus. À, mình sẽ dùng găng tay T-Rex để bắt lấy chú khủng long T-Rex to lớn này. Wow, quá là to luôn. Spinosaurus đang đấu nhau với con T-Rex. Có một chú voi ở trong bụi cây, có cái vòi dài vươn lên cao. Wow, hai cái ngà nữa kìa các bạn. Đó, đẹp chưa nào. Nó đi vào trong sở thú của nó kìa. Còn đây là Dimetrodon, một chú khủng long ở dưới cái hồ mà nó rất là dữ nha. Đây là con bọ cạp. Wow, sở hữu một cái đuôi có chứa nọc độc và hai cái càng rất là to. Gallimimus các bạn ơi. Đó, một con khủng long. Mình nhìn cái con này thì mình sẽ liên tưởng tới một cái chú đà điểu á các bạn. Đó, nó cái con này, nó khủng long này nó kêu giống như con gà với tắc tắc. Rồi, mình đã lấy được con sư tử chúa sơn lâm trong rừng. Wow, nó chạy kìa, nó chạy giỡn ra trong rừng kìa. Rất là đẹp luôn. Ồ, ở đây trong cái bụi cây mà có một con khủng long thật là to lớn. Carnotaurus. Ồ, hai cái tay kìa. Wow, hai cái tay chút xíu luôn. Ồ, Carnotaurus đang phải đấu với Giganotaurus. Và đã thua cuộc rồi các bạn. Con Giga mạnh quá mà. Rồi, hai ở đây chúng ta sẽ thấy được một con báo đốm trong rừng. Wow, con báo đốm này là con báo đốm nhỏ nha các bạn. Đó, báo đốm là một loài săn mồi cực kỳ nhanh trong thế giới hoang dã nha. Chạy tốc độ rất là nhanh. Còn đây là gì? Ồ, đây là đồ chơi Lego Captain America. Wow, cái khiên đẹp quá trời luôn. Đó, các bạn thấy không? Spinosaurus Captain America hất văng những con heo rừng bay mất tích luôn. Đây là con gì đây? Ơ, cái bài cỏ này con gì đây? Wow, ha, thì ra là chú lạc đà có hai cái bú ở trên lưng này các bạn. Đó, con lạc đà có hai bú và nó đi chơi với con lạc đà Úc kìa. Rất là vui, nhìn khá là dễ thương. Ô, trên ngoài cái đỉnh núi này còn con khủng long ba sừng Triceratops. Wow, ôi vô, Triceratops đang ủi nhau với con Ankylosaurus. Wow. Trời, văng luôn. Rồi mình sẽ bỏ nó lại cái cổng Jurassic Park luôn. Rồi sẽ đi đánh hơi tiếp và tìm. Wow, con khủng long T-Rex này nó đánh hơi và tìm thấy được một con khủng long Lego cổ dài. Wow, cái quá đẹp luôn. Nguyên một gia đình khủng long cổ dài nó đang ở trong khu rừng, nó sống trên hòn đảo luôn. Wow, có một cái chú khủng long này nó ẩn mình hay quá các bạn. Mấy nữa là mình không khủng long T-Rex không thấy rồi. Masiakasaurus ẩn mình thật là quá vi diệu luôn. Rồi các bạn thấy không, cái cánh cổng công viên này quá là đẹp. Hôm nay cái găng tay T-Rex này nó đã lấy được rất là nhiều đồ chơi, quá tuyệt vời luôn các bạn ơi.